Bóng đá nữ World Cup 2023, Australia thua Anh 1-2 trong bán kết. Ghi bàn: Cơn bóng 13, Tun 36, Hem 71, Russo 86. Trong trận bán kết của World Cup nữ 2023, tại sân Accor với sức chứa 83,000 chỗ ngồi ở Sydney, Australia đã đối đầu với đương kim vô địch châu Âu đội tuyển bóng đá nữ Anh. Khán giả đã tạo nên không khí náo nhiệt và cổ vũ mãnh liệt cho cả hai đội. Dù Australia đã tung ra đội hình thi đấu thấp để chống lại sức tấn công mạnh mẽ của Anh, nhưng họ không thể tránh khỏi màn tấn công quyết liệt từ phía đối thủ. Phút thứ 9, thủ môn Mackenzie Arnold của Australia đã có pha cản phá xuất sắc ngăn chặn cú dứt điểm của Alexia Russo của Anh. Tuy nhiên, tới phút 36, cô đã phải nhận bàn thua từ cú sút mạnh của Ella Toon. Huyền thoại bóng đá nữ Australia, Sam Kerr, lần đầu tiên được ra sân chính trong giải đấu này sau khi đang phải kháng chấn thương. Sam Kerr, người đang chơi cho câu lạc bộ Chelsea, đã để lại dấu ấn bằng pha ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 63. Trong một tình huống phản công nhanh, cô đã vượt qua hàng phòng ngự Anh và sút mạnh từ ngoài vòng cấm để ghi bàn. Tuy nhiên, sự tấn công của Australia đã bị khóa chặt bởi hàng thủ mạnh mẽ của Anh. Phút 71, Lauren Hem của Anh đã tận dụng sai lầm của hậu vệ Australia để nâng tỷ số lên 2-1 cho đội Anh. Dù Sam Kerr còn có thêm một bàn ghi vào lưới Anh ở phút 86, nhưng không đủ để giúp Australia lội ngược dòng. Với kết quả này, đội tuyển bóng đá nữ Anh đã giành vé vào chung kết World Cup nữ 2023, trong khi đội tuyển bóng đá nữ Australia đã dừng bước tại bán kết và kết thúc hành trình đầy cống hiến tại giải đấu này.